Thưa quý vị, mặc dù mới vào đầu mùa rét nhưng trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nhiệt độ đã đồng loạt giảm sâu và cá biệt tại huyện Sapa đã xuất hiện rét đậm đe dọa tới diện tích cây trồng và vật nuôi trên địa bàn. Để giảm thiểu thiệt hại và đối phó với các đợt rét sắp tới thì địa phương đang rất chủ động trong việc phòng chống. Ngay khi có các đợt gió mùa cường độ mạnh tràn về, huyện Sapa đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tác hại do rét đậm rét hại gây ra cho đàn gia súc, gia cầm và cây trồng, để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống. Thông qua các cuộc họp thôn, bản, các cuộc họp hội viên của các tổ chức đoàn thể và trên hệ thống loa truyền thanh. Bước vào mùa đông năm nay thì gia đình tôi đã chuẩn bị thức ăn thực phẩm cho con trâu ạ. Tổ chức quét dọn chuồng trâu và căng bạt cho con trâu khỏi bị rét lạnh ạ. Tôi là cán bộ khuyến nông của xã thì cũng đã đến hướng dẫn các hộ dân là dự trữ rơm, phơi rơm để dự trữ thức ăn cho trâu bò và hướng dẫn các hộ dân ủ cỏ và chuẩn bị những cái thức ăn như là tinh bột, như là bột ngô, bột gạo, bột sắn. Ngoài ra, huyện Sapa cũng đã hướng dẫn người dân di chuyển đàn gia súc tại các xã có khí hậu khắc nghiệt, rét mướt xuống những khu vực có nền nhiệt cao hơn để bảo vệ đàn gia súc, tổ chức vỗ béo cho gia súc gầy yếu để xuất bán giết thịt nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân. Đến nay thì chúng tôi đã chỉ đạo Ủy ban xã phối hợp với các cái đơn vị là trung tâm dịch vụ nông nghiệp đóng trên địa bàn tiến hành rà soát cái tổng đàn và cũng như là xây dựng kế hoạch để phòng chống đói rét đối với từng địa phương cụ thể. Theo dự báo của ngành khí tượng thủy văn, trong mùa đông 2018, thời tiết tại Lào Cai có khả năng sẽ diễn biến cực đoan, nhiệt độ có thể giảm sâu hơn so với những năm trước, nên công tác phòng chống ngay từ bây giờ sẽ hạn chế được tối đa thiệt hại.